Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình cũng tranh thủ nha anh em, mình làm một cái clip cũng ngắn thôi để mình quay cho anh em xem một buổi chiều mát mẻ và có những video hay hay cho mình mọi người xem đỡ chán nha anh em. Thì mình cũng tranh thủ mình làm ha một cái video này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cách trồng một loại trái cây ha anh em ha. Cây này được trồng ở nhiều ở miền Nam Trung Bộ nha anh em. Thì một cái xứ gọi là cũng khá là lạnh vừa phải. Thì nói chung là không để anh em chờ đợi lâu nữa thì mình cũng xin giới thiệu luôn. Thì đó là giống cây thanh long nha anh em. Cây thanh long thì chắc có lẽ là ai xem video này thì cũng hoặc là mọi người cũng đã biết cái cây thanh long thì nó cũng sẽ như thế nào rồi nha anh em. Thì đây mình sẽ quay luôn cho tất cả mọi người xem. Thì đây sau lưng mình là cây thanh long ha. Nó cũng trên cái cây nó có gai này anh em, mình đụng vô là nó chích vô cái tay này. Thì nói chung là mình quay để mình giới thiệu cho tất cả mọi người cách trồng cây thanh long như thế nào. Thì cái cây này thì mình cũng đi xin giống người ta chứ mình cũng không có mua nha anh em. Mình xin giống người ta để mình về mình dâm nó xuống. Thì cái cây này á mình quay giới thiệu với mọi người thì cái rễ của nó và kể cả cái trái luôn nó mọc ở một chỗ nha anh em. Đây nó mọc ở trong những cái khóe như thế này, những cái khóe của cái cây này đó, những cái gai này là nó sẽ mọc cái trái nó lên đó luôn ha. Thì khi mà anh em mình muốn trồng cái cây thanh long á thì mình xin cái cây của người ta đó, mình cắt đó, mình cắt những cái gốc dài như thế đó, mình cắt những cái gốc đó để mình cắm xuống dưới đất á, là khi đó cái cây nó sẽ lên nha anh em. Thì mình cắm xuống thì cái cây nó sẽ lên và nó ra những cái nhánh như thế này nè anh em thấy không đó, một cái nhánh bự nó ra những cái nhánh nhỏ này, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, thấy không, thấy nó ra những cái nhánh nhỏ không? Nhánh non này nè, khi mà nó ra những cái nhánh non rất là nhiều á thì bắt đầu là từ từ đó nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó ra trái nha anh em. Này mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem là cái phần gốc của nó này đó, cái phần mà nó cái cây này thì thực chất là cái rễ của nó không có bao nhiêu hết đó, nó bám hết vô trong cái thân của một cái trụ này. Khi mà anh em mình trồng á là mình sẽ trồng một cái trụ thiệt là cao ha, kể từ cái một cái cây gì cũng được, hoặc là mình trồng một cái cây lấy một cái trụ bê tông á mình cắm lên cũng được nha anh em, miễn sao cao cao lên cho nó dễ bò là được, hoặc là hàng rào cũng được nha. Thì nó sẽ là bắt đầu nó bu và nó ra nhánh rất là nhiều, nó ra dày luôn và nó ra những cái cây con, nó ra những cái nhánh non. Thì nếu mà mình muốn trồng nữa đó, thì mình có thể cắt những cái nhánh bự nè mình để mình dâm xuống dưới đất nha, thì nó sẽ ra. Và trong cái quá trình mà mình trồng anh em thì nó sẽ dễ, cái cây nó dễ bị sâu và nó bị ốc lên ăn. Thì mình khi đó mình mới đầu mình bơm thuốc nha anh em, mình lấy thuốc á mình bơm lên cho nó phun lên cho nó cái ốc nó bị chết bớt đi và cả những cái con ong con đồ nó cũng không có cắn cái cây thanh long này được nha. Đó thì mình cũng quay cho anh em xem rồi đấy, thì hướng dẫn anh em tất cả mọi người cách cắm cái cây thanh long luôn nè. Này cái gốc này thấy không, cái gốc đó là mình cắm sát vô trong cái chỗ cây cột luôn đấy, thì cái nó không bị ngã ra ngoài. Và khi mà cái cây nó lên á thì mình muốn nó theo cái hướng nào thì mình dùng những cái cây nhỏ này mình cắm đó, mình cắm thấy không anh em, thấy anh cắm không nè, thấy cắm không nè, mình cắm những cái cây nhỏ cho nó đỡ cái cây thanh long cho nó đứng lên, nó leo lên nha. Chứ nếu mà mình không cắm á thì nó mọc ra, nó không có thể nào mà nó bu lên trên một cái cây cột được ha, nó chỉ bò xuống dưới đất thôi. Tại vì cái cây này thuộc tính của nó là thân mỏng nước, nó cũng giống như cái xương rồng vậy đó, nó chỉ mọc và nó rất là yếu ha. Nếu mình phải có một cái gì đó giữ lại hoặc là mình dùng dây ha anh em ha. Đây như mình đây ha, mình có dùng những cái dây để mình cột giữ nó lại nha, bó nó lại chứ không là nó xòa ra nè anh em thấy không, thấy như cái cành này mình bên ngoài đây mình không cột nó lại là nó xòa ra rất là lớn nè ha, nè nó xòa rất là to đấy. Thì buộc thế là mình phải cột nó lại nha tất cả anh em. Thì nói chung là mình trồng cũng được năm mấy rồi mà nó vẫn chưa ra trái nha. Thì từ từ có lẽ là nó chưa tới lúc nó ra trái, thì mình cũng cố gắng mình chăm sóc cho nó rồi từ từ nó sẽ phát triển và nó ra trái. Thì khi nào mà nó có trái thì mình sẽ tranh thủ mình làm video và mình quay cho anh em xem là toàn cảnh mà cái cây trái thanh long nó lớn ha anh em ha. Nó lớn rồi nó ra bông rồi rất là đẹp, cái bông thanh long là đẹp kinh khủng luôn. Mình cũng đã thấy ở những cái nhà khác rồi nha anh em, thì người ta trồng ra cái bông thanh long rất đẹp, nó to vậy nè. Rồi thì nói chung là mình cũng hướng dẫn tất cả mọi người và giới thiệu về cây thanh long ha, hướng dẫn anh em cách trồng như thế nào để cho nó lên, nó ra nhánh nhiều
và nó cho trái nha anh em, và cây nó xanh tốt nha. Thì nếu mà anh em thấy video của mình hay thì có thể cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình làm những video tiếp theo hay hơn, hấp dẫn hơn cho tất cả mọi người mình cùng xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ qua về sơ lược lại về một cái toàn cảnh cái chỗ mà cái thanh long của mình tí xíu nha. Đây cái này là mình trồng vô trong thân cây câu nha. Rồi đó, cho anh em xem kỹ là một tí xíu nữa. Đấy. Rồi thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Tại vì trời cũng khá là tối rồi, mình quay có lẽ là anh em xem không rõ nha. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn tất cả anh em mình ở những cái video tiếp theo của mình nha. Rồi ok. Đấy, thấy không? Rồi xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.